ngày xưa có một anh học trò rất chăm học ngày nào anh cũng đến nhà thầy đồ để học cũng đi qua một nơi có con chó bằng đá bao nhiêu học trò khác đi qua đó thì không sao chỉ có người học trò này đi qua thì con chó như nhảy lên mừng rỡ người học trò lấy làm lạ một hôm đứng lại hỏi con chó đá rằng học trò qua đường này cũng đông sao mày không mừng mà chỉ mừng có mình tao thôi cháu đá trả lời Khóa thi này không ai đổ Mà chỉ có mình cậu đổ thôi Số trời đã định thế Nên tôi không dám kinh thường Người học trò nghe vậy Lúc về nhà kể lại cho cha mẹ nghe Người cha từ hôm đó Lên mặt hóng hách với mọi người Một hôm Ông ta dắt trâu ra đồng cài Ông để trâu dẫm cả vào lúa của người Người ta nói Thì ông không thèm trả lời Hôm sau, ông lại đem thêm trâu ra, đến ruộng lúa người ta mà dẫm vừa lên, dẫm be bé, bé không kiên nể ai gì cả. Chủ ruộng kêu, thì ông ta trừng mắt, nghiến rằng dọa dẫm rằng, Quá thì này con ông đổ, rồi ông cho chúng mày xem. Chú ruộng nghe ông nói vậy thì đâm sợ, không dám nói gì nữa. Cứ thế, người cha ngày càng hống hách với láng giềng, khiến không ai dám gần gũi thân thiết. Một thời gian sau đó, người học trò đi học qua chỗ con chó đá thì không thấy nó đứng dậy như mọi khi nữa. Lúc về, nó cũng ngồi im như tượng. Người học trò thấy lạ liền hỏi, Mọi khi tao đi qua đây, mày đứng lên chào. Hôm nay, sao mày không chào tao nữa? Chó đá trả lời, Tại cha thầy lên mặt khách dịch với mọi người, rồi còn cho trâu dẫm lên ruộng lúa của họ nên thiên tàu đã gạch tên thầy đi khóa này thầy không đổ được nữa nên tôi không phải kính trọng thầy tôi coi thầy như các học trò khác thôi người học trò về nhà đem lời con chó đá kể lại với cha mình người cha lấy làm hối hận từ đó dẹp hết thói khoa khoang lên mặt lại còn đến tà lỗi rất khiêm tốn với những người đã mất lòng năm ấy người học trò đi thi đã qua mấy phòng mà vẫn không đổ Tuy vậy, anh vẫn không nản chí, càng chăm chỉ học thêm và người cha cũng càng tu thân sửa tính hơn. Sau đó ít lâu, khi người học trò đi qua chỗ con chó đá, lại thấy nó đứng lên mừng trở như trước. Không chờ được hỏi, nó đã dội nói. Nhà thầy tu thân tích đức đã ba năm nay, đủ đền lầm lỗi trước rồi, nên sổ thiên tàu lại ghi tên thầy, thầy sẽ thi đỗ năm nay. Người học trò nghe vậy chỉ để trong lòng Về nhà không kể lại cho cha mình nghe nữa Nhưng cố gắng học hành chăm chỉ đêm ngày Trời không phụ lòng người Qua thi ấy, người học trò đã đổ trạng nguyên Và còn được nhà vua cho kết hôn cùng công chúa xinh đẹp